sang khu vực khác. Sung nhiều quả ghê. Đấy, chị. Rất nhiều đỗ quyên, sung này đẹp ghê nhỉ. Quả hết. Đầu năm chơi con này hay. Sung túc cả năm. Quả lên tận ngọn. Tết mà vẫn còn chơi Tết rồi, chơi rằm. Đó, mùng năm mới bố. Đây. À thế ạ, nay mưa quá, mưa xuân. Đây con tùng siêu kinh điển ở trước đây, còn này. 6 hôm mùng 6 ạ. Nhưng mà nay mới đi chơi được. Nay tuyệt vời. Đấy, con là hán này hay chứ. Sáng thứ mới ra. À cháu vừa mới ra. Có tí việc buổi sáng. Đẹp quá. Cháu ăn 2 cái xanh 1 cái xin. Ấm rồi. Khai xuân hôm nào chú? Hôm nay mới ra. À. Đấy. Đầu xuân bán thế là ok rồi. Đi rồi. Này hay quá. Hả? Chào hai ông nhé. Đấy. Là hán này hay quá. Cả hai con tùng đều hay. Ôi lan năm nay xấu lắm. Thế nào ấy vào qua chợ lan chán lắm, xấu lắm. Dưới cây này hay hơn chơi hoa. Hoa là chơi. Ừ. Mua được cây xanh coi. Đấy con tùng này à. Kỹ duyên dáng ấy. Tí nữa bê về bây giờ. Thân thế tay tán là kỹ đấy. Phần chậu rồi. Đấy. Chơi được thôi chứ còn chưa ăn thua để chơi được. Đấy. Này là thằng này là chợ liền đấy là gì? À rồi, rồi. Rồi. Liền liền thì độc đáo quá. Nhưng mà là cái cây nó côn những kẻ côn cây mà ghép mà đẹp nó khó rồi nghệ thuật ghép chung là cũng được. Nếu mà ông không bê trọng nào ở trong kia là ông này ông ấy đây cái giá chính xác là bao nhiêu mà thế nào cái này đúng vậy đấy 3 triệu 2,6 triệu được chưa ạ đấy này, tùng chuẩn tùng chuẩn mực của tùng đấy đấy là mấy đại ca đi chơi xuân thôi đây là mơ biết nhà rồi. Hai mẹ thật như là tạm bán hết lâu rồi. Vâng. Mang đi là cái vui. Và kia khác. Đúng rồi. Cháu tên gì nhỉ? Cháu tên Tuyền. Tuyền Tuyền. Vâng. Cái đẹp này bán bao nhiêu là quan trọng chứ cần mưa bán chả được. Đúng. Không cần mang đi nhiều. Này thôi. Chưa. Này mà xong cho xanh mướt cái rêu đây tí thì đẹp lắm. Nhìn nó. Đấy. Đẹp. À. Hữu Bằng hả? À. Chú có đi hay đi Hữu Bằng không?
nghe tao chảy trong đấy. À thế à? Tao rất sợ sống trong đấy. Phiên ở trong đấy là ngày nào chứ nhỉ? Ngày 27. 27. Tao bạn bè già trẻ hay cả xã. Cháu thì ở gần đấy mà lại không có điều kiện đi ra đấy. Tao ngày nào tao. Ông này lấy cây hồng ngọc mai đẹp quá. Đây mua được ăn bạn bè. Vâng. Rồi. Tao. Tao biết con này. Đây cây ông tị kìa. Đấy bác. Đây cái đàn. Đàn nhỏ nhỏ mà kinh đấy, có võ. Mai chữ thủy đấy. Đa lông bé mà rất là ghê gớm ấy. Sung. Đây này, cây cơm nguội này các bác nhỉ. Mà các bác nào mà không để ý thì không quan tâm đâu, nhưng mà cây này nó rất đẹp bởi vì cái mùa nó ra lá rồi trước Tết ấy, vào trước Tết ấy, là nó ra lá non vàng rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn, lá rất đẹp, cây cơm nguội đấy, thì cho vào thơ ca của Hà Nội đấy. Thỉnh thoảng các bác thấy mọc đầy ở đường Phan Chu Trinh các thứ đấy, trồng hoặc là mấy cái phố ở trong nội thành ấy, trồng những cây cổ thụ mà khi nó già rồi tay của nó rụt rịt lại rất là tự nhiên mà đẹp, xong nó mùa thay lá, cái mùa lá non đấy vàng nhưng mà tươi đẹp lắm, mê đấy, chả thấy bố đâu. Mình mà hôm nay có thời gian chắc mình sẽ mua cái cần con la hán, con xếu này. Ôi, nhà tôi đầy gốc rồi. Ừ, làm đôi ruối rồi, làm đôi ruối của ông Thìn rồi. Đấy, một con la hán, một con xếu hoặc là một cân ổi. Ổi thì nó to quá. Chơi xuân muộn này, một bên lan một bên xi mai, nhiều người vẫn chơi xuân muộn. Phải nói cái xe này, phong cách này cũng rất giống của ông Tị đây, không có cái xe có ông nào đấy. Cây của mình anh. Đi đâu? Có đi về đấy ông ạ. Nhậu mệt đấy. Đấy. Ngoài. Có người mua xi mai chuyên chơi mà bác, không cứ phải ngày Tết. Cây đẹp và quất cây xếu, cây cơm nguội này, bóng lão rất là hay. Một bên bệ nó hơi kẹp, nó tự nhiên nên là hơi kẹp. Cái xấu ra là bán đẹp, mà cái đẹp này ấy. Vâng. Đẹp là cái khách thế.
chợ mà. Thế cái này đem chỉ lãm. Vâng. Chỉ dành cho thợ nghệ nhân thôi. Đấy. Đẹp quá. Chào xem nha.